Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày 16 tháng 10, thời tiết ở vùng biển Trung Bộ, khu vực giữa và Nam Biển Đông rất xấu. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, khi đi dọc bờ biển Trung Bộ lên phía Bắc, không đi vào đất liền nhưng sẽ gây đợt mưa dài ngày cho đất liền. Ngày và đêm nay, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông mạnh. Vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến 8. Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến 8. Biển động, sóng cao từ 2 đến 4 mét. Ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến 8. Biển động, sóng cao từ 1,5 đến 3 mét. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngoài ra, đêm qua và sáng nay, từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, từ Nam Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa vừa, mưa to. Riêng Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 350 mm, có nơi trên 500 mm. Do ảnh hưởng gián tiếp của hoàn lưu vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển Trung Bộ, chiều nay, Tây Nguyên, Nam Bộ và khu vực Phú Yên, Bình Thuận có mưa dông, có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều và đêm. Theo các chuyên gia, ngày mai, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi ở Đông Nam Bộ có thể có mưa to. Ngoài ra, Nam Bộ đang vào đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch, dự báo mức triều sẽ lên trên báo động 2 đến trên báo động 3, vùng ven biển đề phòng ngập úng.